Thưa các bạn, mới đây, mạng xã hội lan truyền câu nói của Phó Đô đốc Philip Sawyer, tư lệnh hạm đội 7, hạm đội mạnh nhất Hải quân Hoa Kỳ, rằng Mỹ sẽ điều hạm đội 7 đến bãi Tư Chính. Chưa biết thực hư thông tin này ra sao, vậy mà nhiều người hy vọng, trông chờ Mỹ sẽ có hành động bảo vệ Việt Nam trước sự xâm phạm ngang ngược của Trung Quốc tại khu vực vùng biển lục địa và vùng chủ quyền kinh tế của chúng ta. Còn có người lại bảo, ta nên thân Mỹ để chống Trung Quốc. Cho phép chúng tôi nói thẳng nhé. Chúng tôi đánh giá nhãn quan chính trị của những ai có suy nghĩ và lập luận như trên là cực kỳ thiển cận. Nếu đây thực sự là tuyên bố của Phó Đô đốc Hạm đội 7 thì chẳng khác nào câu chuyện con cáo chú mưa. Lúc đầu, nó giả vờ xin chủ nhà chú chân, rồi 2, 3, đến 4 và khi vào đủ cả người, nó liền đẩy chủ nhà ra ngoài và độc chiếm luôn ngôi nhà. Từ câu chuyện trên, mọi người hiểu chúng tôi muốn nói gì rồi chứ? Có gì đảm bảo hạm đội 7 kia vào rồi sẽ ra hay là ở luôn đó? Chờ Mỹ giúp Việt Nam ư? Thử nghĩ xem đi, Mỹ có lợi ích gì khi đổ máu đánh Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam? Có gì chắc chắn Mỹ vô tư giúp Việt Nam? Nếu như Mỹ muốn ra tay giúp, thì Việt Nam phải chia sẻ lợi ích của mình cho họ. Và cái giá để trả ơn ra sao? Đời không cho không ai cái gì. Mất đất, phụ thuộc kinh tế, việc ảo tưởng vào sự giúp đỡ của Mỹ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo không khác gì đuổi cọp cửa trước, rước beo cửa sau. Hãy nhìn sang Philippines để ngẫm đến mình. Philippines cũng là đồng minh của Mỹ, cùng lời thề non hẹn biển, sẽ là bạn thân, bảo vệ nhau cả đấy. Nhưng rồi thì sao? Lúc Philippines tranh chấp với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, Mỹ có ra tay, hy sinh vì đồng minh của họ không? Hay là thân ai, nấy lo, mạnh nhà ai, nhà nấy giữ? Bây giờ, bãi cạn đó, nước nào đang quản lý? Nói đâu xa xôi, cứ nhìn Việt Nam với Trung Quốc bao năm nay đi, nào là chiến lược toàn diện, rồi thì tình hữu nghị anh em, ký kết, bắt tay, hội thảo, ôm hôn các kiểu. Nhưng cuối cùng, người anh em thân thiết, đồng chí tham lam, luôn không ngừng từ bỏ âm mưu xâm phạm chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của ta, gia tăng các hoạt động trên biển, hòng độc chiếm Biển Đông để phục vụ giấc mộng Trung Hoa của họ. Thế mới thấy câu nói, tình anh em chắc có bền lâu, nó đúng như thế nào? Chúng tôi nói thật, chúng tôi mong mỏi đất nước này giữ được thế trung lập và chính sách ngoại giao độc lập như từ trước đến nay. Chỉ cần ngả nghiêng không vững, không Trung Quốc đánh thì Mỹ cũng lợi dụng sâu xé chia chác đủ đường. Một bên là Mỹ, con cọp, và một bên là Trung Quốc, con beo. Việt Nam nhảy về hướng nào cũng đều bị cắn chết. Nói thế để thấy, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia là hoàn toàn tự lực, không thể dựa vào bất cứ quốc gia nào. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành con cờ trong bàn cờ chính trị của họ, dễ dàng bị mua bán sau lưng, và người chịu thiệt thòi luôn là chúng ta. Thế nên, đừng ảo tưởng vào sự giúp đỡ của nước nào, không thể nhờ vả một quốc gia nào giải quyết vấn đề của mình được. Nếu như thông tin trên là thực, thì dù sao cũng cảm ơn thiện chí của người Mỹ khi đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Các bạn cứ làm hết sức có thể, cứ lên tiếng phản đối và gây sức ép mạnh mẽ với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Thế là đã giúp chúng tôi rồi. Còn chuyện quân sự thì dứt khoát không. Đi với nước lớn này để chống nước lớn khác, Việt Nam chắc chắn sẽ không dựa, không lệ thuộc, không liên minh với nước nào để chống Trung Quốc. Bởi chúng tôi quá biết rằng đằng sau câu chuyện liên minh là gì. Không có liên minh nào, hiệp ước nào hay quốc gia nào có thể bảo vệ được độc lập, toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam bằng chính bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam cả. Ông cha ta, xưa bằng sức mạnh dân tộc, đã từng một mình chống lại quân xâm lược phương Bắc, Đông, mạnh như thế nào, từ triều đại này đến triều đại khác, để lại rất nhiều chiến công hiển hách với các giá trị to lớn ra sao, thì ngày nay, sức mạnh dân tộc đó kết hợp sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thì Việt Nam không ngán ngại bất kỳ kẻ thù nào cả. Một giải pháp chiến tranh không ai muốn, nhưng nếu cần thì Việt Nam chắc chắn sẵn sàng.